Do ảnh hưởng của các cơn mưa kéo về trên miền Bắc, toàn bộ vùng Đông Bắc Bộ nắng nóng chấm dứt. Theo đó, khu vực thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ có nền nhiệt giảm cả chục độ C so với những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua. Có thời điểm hình thái thời tiết cho cảm nhận mát mẻ, dễ chịu. Chi tiết thời tiết thủ đô Hà Nội ngày 23-24 tháng 5, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 33 độ C. Cảm nhận thời tiết oi bức trước mưa hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, vào các quãng thời gian nắng trong ngày, nền nhiệt vẫn ở ngưỡng trung bình cao từ 31 đến 33 độ C. Nền nhiệt thực sự mát mẻ vào quãng thời gian về đêm và gần sáng. Các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, đợt mưa này có thể kéo dài cho tới cuối tuần. Trong cơn mưa tại đô thị, người dân ngoài việc lưu ý trang bị áo mưa, mang ô, thì việc dừng trú cũng cần cẩn trọng, chọn chỗ trú an toàn, hạn chế di chuyển dưới tán cây, phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra. Dự báo, từ đêm 24, ngày 25 tháng 5, hình thái chung có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.